Đây giống như kiểu là ta đã đến đây rồi. Thơ tới yêu bạn. Đây. Việt Nam tỏ tình kiểu này thì tớ cây Hải Dương. Cứ phải làm cái. Cái tên gọi tay nó. Nó là cái như chị gì quý à. Lưu rút tìm hiểu đây. Nếu như với cái lộ là 22 hải lý tức là tàu đã đi qua như khoảng độ 4 km. Đồng tàu dần cho xa nó như mấy lắm. Tầm trời quang bây giờ như còn cái tầm nhìn xa như kiểu là cho dân mình cũng bảo từ 0 trên 10 km không phải biết là bao nhiêu. Điện chung mà cái có chạy kéo à. Thế là một cây số cây nhìn lên đóng nước lên là một cây đi đóng cây bây giờ lấp sang hai bên đều lấn ra bên kia lấp mấy trăm mét nó mở lên. Ở xuống đây này. Rồi đây là hướng cái gió biển đấy này. Thế thôi. Đối với cái ra này. Đây là đi đạp đây ạ. Đi nó chụp đi nó còn lối đây là nhà tay vâng, cái này chụp. Chị anh em mình không? Khánh đá không lúc này vừa cấm bờ ở cái này của em. Đấy, giờ không còn không còn phải chú đuổi lâu rồi nhưng mà gần nhau này ai phải chú đại cầm xuống em lên nếu như muốn chụp tập thể thì phải xuống dưới dưới chân trên này trên này trong kia thì có vẻ coi như giống dự án nhưng mà ngoài này cũng đang có ý tưởng đầu tư cả cái khu này ấy. Cái gọi đầu tư nước ngoài cả mà khu này mà kép là cái khu này nó coi như làm người thế nào nó lắm và kẽ xung quanh nó làm đầu tư lớn cây nam đảo cục đầu đây như là bây giờ ra đây và nhưng mà hình như là cũng hình như mình thanh lại và nguyên cả cái khu kia mình thấy đi vào nó cũng phân chất thành lô hết rồi. Biết có bán không? Có đây. Hiện tại nó đang bán đấy. Đang bán à? Vâng, đang bán. Nhưng mà giá nó đất trời. Không, giá đây cũng rẻ. Nó chỉ khoảng cách chỉ khoảng trên 10 triệu mét. Thế thôi á. Vâng. Nhưng mà cái đất đấy rất lớn. Cho mét nó chỉ mới 10 triệu thôi. Trung bình còn cái nào mà nó chỗ đẹp thì nó khoảng 20 triệu. Rẻ nó không chia nổi. Nổi vào được cái khu này thì không biết là giá như nào. Rồi, được. Bấm lại cả.